Quang Tây xin chào bà con và các bạn nha. Hôm nay cập nhật giá hành lông ngày 7 tây tháng 2, ngày 28 tây tháng chạp Tết nha. Thì giá hành lông hôm nay tiếp tục giảm nhẹ, giảm nhẹ nhưng mà bà con ngoài đồng không có trái thì cũng không sao nha. Rồi bây giờ cập nhật giá hành lông ruột trắng hàng đẹp 18-20, hàng sàn 14-17, hàng giảm 8-11. Giá hành lông ruột trắng nó duy trì ở mức này hôm nay khoảng là 15 ngày. Giá hành lông ruột gỗ loại 1 30, loại 2 25.000, loại 3 20.000, loại 4 12.000, loại 5 7.000, hàng nước ép 6.000. Kênh cập nhật giá hành lông đây thì xin kết thúc. Và cũng quan tâm thì mình nhấn đăng ký kênh nha, đăng ký kênh miễn phí nha bà con, đăng ký kênh để mình nhận những video mới nhất. Rồi xin chào bà con và các bạn nha.